vừa rồi là Phú Kiên nè, đấy Phú Kiên. Xin mời stylist chỉnh đốn lại, vâng. Các stylist lên chăm sóc cho các người mẫu của mình nếu mà có vấn đề gì cần thiết ạ. Đây là nhiệm vụ các stylist ạ, vâng, làm sao để cho cái model của mình đẹp nhất ạ. Số 5 đã chỉnh kiến rồi đúng không ạ? Xin một tràng pháo tay cho số 5 ạ. Thí sinh nào xung phong tiếp theo ạ? Điều mong mua, vâng, số 1 ạ, vâng. Vâng, tương đối là giống đúng không ạ? Vâng. Vâng, rất tốt. Vâng, xin một tràng pháo tay cho số 1. Rất tốt, vâng, rất có năng khiếu, đúng là câu đồ. Ai là stylist của model số 1 ạ? Vâng, xin một tràng pháo tay stylist được không ạ? Tiếp theo ạ. Ai xung quanh ạ? Số 5 ạ, số 4 ạ.